Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt. Dịch giả Thích Tuệ Thông. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Lực Đề Tà Tử Thủ Ca rằng: ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe, khéo ghi nhớ và suy nghĩ. Bấy giờ Thủ Ca đáp: thưa vâng Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Phật bảo Thủ Ca: tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng. Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo uy thế mạnh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ Hạ Tiện, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo dòng họ Cao Thượng, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải ít, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thấy biết sai lệch không đúng nhân quả, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo có trí chân chính, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo Atula, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền ra, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ cả hai đều chẳng hết mà đoạn trừ tất cả phiền não, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác mà thân hình đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng, được mọi người thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, người chẳng thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường ác thân miệng hôi thối, các căn khiếm khuyết, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 bất thiện nghiệp bị ác báo bên ngoài, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài. Ví như có chúng sanh lễ Phật
lễ tháp được 10 thứ phước báo, bố thí pháp được 10 phước báo, cúng thí lộng báo được 10 phước báo, cúng thí chuông linh được 10 phước báo, cúng thí y phục được 10 phước báo, cúng thí chén bát được 10 phước báo, cúng thí thức ăn nước uống được 10 phước báo, cúng thí giày dép được 10 phước báo, cúng thí hương hoa được 10 phước báo, cúng thí đèn sáng được 10 phước báo, cung kính chắp tay được 10 phước báo, cúng thí thuốc trị bệnh được 10 phước báo, cúng thí cầu bắc qua sông rạch được 10 phước báo, cúng thí dù che được 8 phước báo, cúng thí khăn lao được 6 phước báo, cúng thí gối nằm được 6 phước báo. Đó là lược nói tên pháp môn các nghiệp sai khác. Phật bảo thủ ca có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Thế nào là 10? Một là tự làm việc sát sinh, hai là khuyên người khác sát sinh, ba là khen ngợi việc giết hại, bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo, năm là đối với người mà mình quán ghét muốn họ bị tiêu diệt, sáu là thấy người mình quán ghét tiêu diệt rồi sinh tâm vui mừng, bảy là phá hoại bào thai, tám là dạy người tự hủy hoại thân mình, chín là xây dựng lò sát sinh, mười là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do 10 nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài. Thế nào là 10? Một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh tâm sinh vui mừng, năm là thấy người và vật bị giết tạo phương tiện giúp thoát khỏi nạn chết, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ, bảy là thấy người sợ sệt giúp họ được bình an, tám là thấy các đau khổ hoạn nạn khởi tâm thương xót, chín là thấy các hoạn nạn cấp bách liền khởi tâm đại từ bi, mười là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống. Do 10 nghiệp trên được phước báo sống lâu dài. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật. Những gì là 10? Một là vui thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập, ba là khen ngợi việc đánh đập, bốn là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là não loạn cha mẹ khiến tâm sinh lo buồn, sáu là nổi loạn hiền thánh, bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì sinh tâm vui mừng, tám là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui, chín là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh, mười là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm. Do 10 nghiệp trên nên bị quả báo nhiều bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật. Thế nào là 10? Một là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác chẳng nên đánh đập, ba là khen ngợi việc không dùng roi gậy, bốn là thấy người không đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là cung kính cúng dường cha mẹ và những người bệnh tật, sáu là thấy hiền thánh bệnh hoạn chăm sóc cúng dường, bảy là thấy người bệnh hoạn vui vẻ thì mình rất hoan hỷ, tám là thấy người bệnh khổ thì cho thuốc hay là khuyên mọi người giúp đỡ, chín là thấy người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ, mười là đối với các thức ăn nước uống tự biết tiết độ. Do 10 nghiệp trên nên được phước báo ít bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí. Những gì là 10? Một là thích khởi tâm sân hận, hai là thích nuôi dưỡng lòng sân hận, ba là si mê với người, bốn là não loạn chúng sinh, năm là đối với cha mẹ không có tâm ái kính, sáu là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính,
7 là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh. 8 là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật đoạn diệt đèn sáng. 9 là thấy người xấu xí khinh khi chê bai. 10 là học theo các việc ác. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính. Những gì là 10? 1 là không sân hận. 2 là bố thí quần áo. 3 là yêu kính ông bà cha mẹ. 4 là tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức. 5 là thường tô vẽ trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền. 6 là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường. 7 là san bằng đất trong tăng già lam. 8 là quét rửa tháp Phật. 9 là thấy người xấu xí chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính. 10 là thấy người sắc đẹp liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp. Do 10 nghiệp ấy nên được phước báo sắc đẹp. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu. Những gì là 10? 1 là sinh khởi tâm tật đố. 2 là thấy người khác được lợi thì mình sinh tâm phiền não. 3 là thấy người kia bất lợi thì mình sinh tâm hoan hỷ. 4 là thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét. 5 là nếu thấy người khác mất danh dự thì sinh tâm vui vẻ. 6 là thối thất tâm bồ đề và phá hủy hình tượng Phật. 7 là đối với cha mẹ của mình và hiền thánh không có tâm hầu hạ cung kính. 8 là chỉ khuyên người tu tập nghiệp uy thế yếu. 9 là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc có đạo cao đức trọng. 10 là thấy người uy thế yếu sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo ít uy thế. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được uy thế mạnh. Những gì là 10? 1 là đối với chúng sinh tâm không tật đố. 2 là thấy người khác được lợi tâm sinh vui mừng. 3 là thấy người khác mất lợi tâm khởi thương xót. 4 là thấy người khác được tiếng khen tốt sinh tâm vui mừng. 5 là thấy người mất tiếng khen tốt thì khuyên nhủ chứ ôm lòng buồn phiền. 6 là phát tâm bồ đề tạo hình tượng Phật. 7 là đối với cha mẹ mình và hiền thánh cung kính phụng thờ. 8 là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu. 9 là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức. 10 là thấy người không uy đức chẳng sinh lòng khinh chê. Do 10 nghiệp trên được phước báo uy thế lớn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là 10? 1 là chẳng biết kính cha. 2 là chẳng biết kính mẹ. 3 là chẳng biết kính sa môn. 4 là chẳng biết kính bà la môn. 5 là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính. 6 là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường. 7 là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi. 8 là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo. 9 là đối với những lời dạy của các bậc hiền thánh cũng chẳng thọ giáo. 10 là khinh miệt dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng. Những gì là 10? 1 là khéo biết kính cha. 2 là khéo biết kính mẹ. 3 là khéo biết kính sa môn. 4 là khéo biết kính bà la môn. 5 là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng. 6 là phụng thờ sư trưởng. 7 là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi. 8 là tôn kính dâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ. 9 là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo. 10 là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp ấy được phước báo dòng họ cao thượng. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là 10? 1 là tự làm việc trộm cướp.
hai là khuyên người khác trộm cướp, ba là khen ngợi việc trộm cướp, bốn là thấy người trộm cướp sinh tâm vui mừng, năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm, sáu là đối với tài sản của bậc thánh thì chiếm đoạt, bảy là thấy người khác được lợi tâm không hoan hỷ, tám là làm chướng ngại không cho người khác được lợi, chín là thấy người khác bố thí không sinh tâm tùy hỷ, mười là thấy đời đói thiếu tâm không thương xót mà lại còn khởi tâm vui mừng, do mười nghiệp trên bị quả báo tài sản ít. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Những gì là mười? Một là xa lìa việc trộm cướp, hai là khuyên người khác không trộm cướp, ba là khen ngợi việc không trộm cướp, bốn là thấy người khác không trộm cướp sinh tâm vui mừng, năm là thường cúng dường những tài vật để nuôi sống cha mẹ, sáu là đối với những bậc hiền thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết, bảy là thấy người được lợi sinh tâm vui mừng, tám là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ, chín là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng, mười là thấy người đời đói rét khởi tâm thương xót. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Những gì là mười? Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sa môn đại đức trí huệ, hai là diễn giảng pháp ác, ba là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp, bốn là khen ngợi pháp tà kiến, năm là đối với Phật pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết, sáu là thân cận người tà kiến, bảy là xa lìa bậc thánh trí, tám là khen ngợi pháp hành tà kiến, chín là xả bỏ chính kiến, mười là thấy người gian ác ngu si khinh chê hủy báng. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trí chơn chính. Những gì là mười? Một là khéo hay thưa hỏi các bậc sa môn thông minh trí huệ, hai là diễn thuyết thiện pháp, ba là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi, bốn là thấy pháp chân chính thì khen ngợi, năm là thích thuyết pháp chân chính, sáu là gần gũi người trí huệ, bảy là thâu thập giữ gìn chính pháp, tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều, chín là xa lìa người ác tà kiến, mười là thấy người gian ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo trí huệ chân chính. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đọa địa ngục. Những gì là mười? Một là thân làm việc cực ác, hai là miệng nói lời cực ác, ba là ý nghĩ điều cực ác, bốn là không tin nhân quả, không có kiếp sau, năm là không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi, sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân, bảy là khởi cái thấy có người làm, tám là khởi tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, chín là khởi kiến chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, mười là chẳng biết báo ân. Do mười nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là mười? Một là thân làm điều ác bậc trung, hai là miệng nói điều ác bậc trung, ba là ý nghĩ nghiệp ác bậc trung, bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp, năm là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp, sáu là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp, bảy là chửi mắng chúng sinh, tám là não hại chúng sinh, chín là bố thí vật không thanh tịnh như thịt cá, dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người, vân vân. Mười là phạm giới tà dâm. Do mười nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Lại nữa, có mười nghiệp
hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ? Những gì là mười? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói nghiệp ác nhẹ, ba là ý nghĩ nghiệp ác nhẹ, bốn là khởi nhiều lòng tham, năm là khởi tham diệt ác, sáu là tật đố, bảy là tà kiến, tám là keo kiệt, luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, chín là do bệnh khổ đói khát mà chết, mười là bức não khô khát mà chết. Do mười nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Những gì là mười? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói điều ác nhẹ, ba là ý nghĩ điều ác nhẹ, bốn là kiêu mạn, năm là ngã mạn, sáu là tăng thượng mạn, bảy chấp có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh tâm kiêu mạn, tám là mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức, chín là mình không bằng người mà lại cho rằng mình hơn người, mười là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi Atula. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo làm người. Những gì là mười? Một là không sát sinh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không vọng ngữ, năm là không nói lời thêu dệt, sáu là không nói lời đâm thọc, bảy là không nói lời ác khẩu, tám là không tham lam, chín là không sân nhuế, mười là không tà kiến. Đối với mười thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới. Đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến mười nghiệp thiện. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới. Chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt mười nghiệp thiện cùng các bậc thiền định tương ương. Lại có bốn nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới. Một là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng vân vân, vào định không vô biên xứ. Hai là vượt qua tất cả không xứ định, thức xứ định. Ba là vượt qua tất cả thức xứ định, vào vô sở hữu xứ định. Bốn là vượt qua vô sở hữu xứ định, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Do bốn nghiệp trên được phước báo trời vô sắc giới. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh quyết định thọ phước báo. Nếu người ở chỗ Phật, Pháp, Tăng và người trì giới mà biết cung kính bố thí cúng dường, do nghiệp thiện này phát nguyện hồi hướng, tức được vãng sinh vào cõi lành. Đó gọi là quyết định có phước báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo. Nếu tạo nghiệp lành, chẳng phải là tâm chí thành chí thiết, làm rồi chẳng tu tập thêm, lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thọ sinh, đó gọi là không nhất định có được quả báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo sinh vào vùng biên địa hạ tiện. Là do cái nhân đời trước không biết nương nơi Phật Pháp Tăng và đại chúng tu học để tạo phước, lại không phát nguyện hồi hướng. Do tạo nghiệp như thế nên sinh vào vùng biên địa hạ tiện, thọ quả báo hoặc tốt hoặc xấu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố. Là do cái nhân đời trước ở nơi Phật Pháp Tăng thanh tịnh trì giới và đại chúng khởi tâm cúng dường bố thí không luyến tiếc và siêng năng tu học, do thiện căn này phát nguyện cầu sinh Trung Quốc lại được gặp Phật và nghe chính pháp, thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thượng diệu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa ngục. Là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục rồi, không có tâm hổ thẹn, lại chẳng lìa chán, không biết sợ sệt, ngược lại sinh tâm hoan hỷ,
chẳng cầu sám hối mà tạo thêm ác nghiệp chồng chất nhiều lớp, như Đề Bà Đạt Đa vân vân. Do nghiệp đó nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục. Lại nữa, có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục chỉ chịu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu, chẳng sống đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục. Là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục tích lũy thành rồi, sau đó sinh tâm sợ sệt, hổ thẹn, xa lìa, sám hối, từ bỏ, chẳng có tâm tạo thêm. Do nghiệp trên nên đọa vào địa ngục, sau đó hối hận nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục rồi chết yểu, chẳng sống hết tuổi thọ ở địa ngục. Như vua A Xà Thế giết cha, rồi sau đó ăn năn sám hối, bị tội tạm vào địa ngục liền được thoát ra. Nhân đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu người tạo trọng tội, làm xong rất ăn năn, sám hối chẳng tái phạm, hay trừ căn bản nghiệp. Lại có nghiệp làm mà chẳng huân tập, là vì chúng sinh ấy thân khẩu ý vân vân tạo các nghiệp ác. Tạo rồi tâm sinh lo sợ, hổ thẹn, xa lìa, rất tự ăn năn, lại chẳng tạo thêm nữa. Đó gọi là làm mà chẳng tập. Lại có nghiệp tập mà chẳng làm, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp, nhưng do tâm ác dạy người làm ác. Đó gọi là tập mà chẳng làm. Lại có nghiệp cũng làm cũng tập, là vì chúng sinh tự thấy mình tạo các nghiệp ác rồi mà tâm không sửa đổi, lại còn tạo thêm và dụ dẫn người khác cùng tạo. Đó gọi là cũng làm cũng huân tập. Lại có nghiệp chẳng làm chẳng tập, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ, cũng chẳng dạy người khác tạo nghiệp vân vân. Đó gọi là chẳng làm chẳng tập. Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ, là vì chúng sinh ấy được người khuyên thực hành bố thí, họ hoan hỷ bố thí không keo kiệt, nhưng sao lại hối hận. Do nhân duyên đó sinh ở loài người, trước tuy giàu vui, sao lại nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao vui, là vì chúng sinh ấy lúc nhỏ không bố thí, sao được người khuyên bảo cố gắng bố thí chút ít, bố thí rồi tâm hoan hỷ không hối tiếc. Do nhân duyên đó sinh ra ở nhân gian, ban đầu nghèo khổ sao lại giàu vui. Đó gọi là ban đầu khổ sao vui. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao khổ, là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người bố thí, cho đến chẳng hay thực hành một chút bố thí. Do nhân duyên ấy sinh ở nhân gian, ban đầu thời nghèo khổ sao cũng nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu vui sao cũng vui, là vì chúng sinh ấy gần thiện tri thức, khuyên dạy thực hành bố thí liền sinh hoan hỷ, mãi tu hạnh bố thí. Do nhân duyên đó sinh ở nhân gian, ban đầu thời giàu vui sao cũng giàu vui. Lại có nghiệp nghèo mà vui thích bố thí, là vì chúng sinh ấy trước từng làm việc bố thí mà chẳng gặp Phật Pháp Tăng, sau đó lưu chuyển trong sinh tử, sinh vào loài người. Do chẳng gieo được phước điền vào tam bảo, cho nên phước báo nhỏ hẹp, hoặc được hoặc mất. Do xưa kia từng tập bố thí, nên tuy ở nơi nghèo mà thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp nghèo mà tham lam bỏng sẻn, là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người và chính mình, cũng chẳng thực hành bố thí. Do nhân duyên đó sinh nơi bần cùng, lại còn tham lam bỏng sẻn. Lại có nghiệp giàu mà tham lam bỏng sẻn, là vì chúng sinh ấy chưa từng bố thí, nhờ duyên lành gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần cúng dường tam bảo. Do phước điền thù thắng nên tài sản đầy đủ, trước chẳng từng tập bố thí nên tuy giàu mà sang tham. Lại có nghiệp giàu mà hay bố thí, là vì chúng sinh ấy gặp thiện tri thức tu hạnh bố thí,
lại gieo được phước điền vào tam bảo. Do nhân duyên đó, giàu to nhiều của cải và thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, như phàm phu mà có phước. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, như la hớn vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, như la hớn đầy đủ phước báo. Lại có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, như phàm phu vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết, là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi trở lại sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula, vân vân cũng lại như thế. Đó gọi là mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết, là vì chúng sinh ấy vui hết thì thọ khổ, khổ hết thì thọ vui, vân vân. Đó gọi là nghiệp hết mà mạng sống không hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết, là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi sinh vào loại súc sinh và ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula, vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng đều chẳng hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết, là vì chúng sinh ấy hết các phiền não, nghĩa là các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn, vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh tuy sinh vào đường ác mà hình dung đẹp lạ, mày mắt đoan trang, da dẻ tươi sáng, được mọi người thích nhìn, là vì chúng sinh ấy bị phiền não khởi dục, do nhân duyên không làm chủ được mà phạm giới. Tuy sinh vào đường ác mà thân thể tươi sáng, sắc lông đẹp mịn, da dẻ tươi nhuận, được mọi người thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh sinh nơi đường ác mà hình dung xấu xí, da thân xù xì, người chẳng thích nhìn, là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, hình dung xấu xí, người chẳng thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác, bị thân miệng hôi thối, các căn tàn khuyết, là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, thân thể tật nguyền, hơi miệng hôi thối. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài, là vì chúng sinh ấy thực hành 10 điều ác nghiệp, cho nên chiêu cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy đủ. Một là do người kia hành sát sinh, nên khiến quả báo bên ngoài như chiến tranh, thiên tai, địa ách, quả đất có vị mặn, cây thuốc yếu ớt, vân vân. Hai là do nghiệp trộm cướp, nên chiêu cảm đến thời tiết xấu, như thiên tai, địa ách, sương muối, mưa đá, sinh nhiều sâu bọ, châu chấu, vân vân, khiến đời đói rét. Ba là do nghiệp tà dâm, nên chiêu cảm đến vật bên ngoài, sinh ra thảy nhiều hôi nhơ. Bốn và năm là do nghiệp đâm thọt chiêu cảm bề mặt quả đất cao thấp chẳng bằng, có nhiều núi đồi, gò ụ, gốc cây, hầm hố. Sáu là do nghiệp ác khẩu, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài như có nhiều ngói, đá, cát, sỏi thô xấu, ác vật chẳng thể tiếp cận. Bảy là do nói lời thêu dệt, nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài như có nhiều cây cỏ dày đặc, cành nhỏ nhiều gai. Tám là do nghiệp tham, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến hạt giống lúa nhỏ lép. Chín là do nghiệp sân, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến quả cây to sinh ra xấu nhám. Mười là do nghiệp tà kiến, nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ớt, thu hoạch quả ít tươi. Do 10 nghiệp trên, nên bị quả báo ác bên ngoài. Lại có 10 nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài, trái với 10 điều ác ở trên. Nghĩa là nếu có người nào biết cung kính lễ Phật, lễ tháp thờ Phật, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy được sắc đẹp và giọng nói thanh tao. Hai là những lời nói ra
đều được mọi người tin theo. Ba là ở giữa đại chúng không sợ sệt. Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ. Năm là đầy đủ uy thế. Sáu là những chúng sinh có uy thế đều đến gần gũi để giúp đỡ. Bảy là thường được gần gũi chư Phật Bồ Tát. Tám là đầy đủ đại phước báo. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào bố thí pháp được 10 thứ phước báo: một là trí huệ sáng suốt nhanh nhẹn; hai là thiên thần ủng hộ, tránh khỏi nạn ôn dịch, thiên tai, địa ách, trộm cướp, giặc giả, lao tù, ác quỷ, rắn độc, thú dữ; ba là người bệnh mau được lành, lúc khốn khó sẽ được hanh thông; bốn là thân tâm an ổn, sức khỏe dồi dào; năm là kiết lợi, tuy không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ; sáu là gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài, nói ra điều gì cũng được trời người kính mến; bảy là oan gia trái chủ nhiều đời trước đều được giải thoát, không còn gặp phải nạn oán thù; tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây, nếu nhẹ sẽ tiêu trừ, còn nặng chuyển thành nhẹ; chín là làm thân phụ nữ, lúc xả báo thân liền được chuyển thành nam; mười là xa hẳn đường ác, đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được Phật, Pháp, Tăng, tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu có chúng sinh nào cúng thí lộng báo, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh. Hai là thân tâm an ổn, lìa các nhiệt não. Ba là tất cả thế gian kính trọng, chẳng dám khinh khi. Bốn là có đại uy thế. Năm là thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc có đại uy đức. Sáu là thường làm chuyển luân thánh dương. Bảy là thường làm gương mẫu dẫn đầu khuyên dạy người tu tập thiện nghiệp. Tám là đầy đủ phước báo lớn. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chuông linh, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người đó được âm thanh phạm thiên. Hai là có danh tiếng lớn. Ba là tự biết túc mạng. Bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo. Năm là thường có lộng báo để tự trang nghiêm. Sáu là có vòng ngọc báo để làm trang sức. Bảy là dáng mặt đoan nghiêm, người thấy liền hoan hỷ. Tám là đầy đủ đại phước báo. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng quả niết bàn. Nếu có chúng sinh nào phụng cúng y phục, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy mày mặt đoan trang. Hai là da dẻ trơn láng. Ba là bụi nhơ không dính. Bốn là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu. Năm là giường nệm quý tốt che chở thân mình. Sáu là đầy đủ y phục có lòng hổ thẹn. Bảy là người thấy đều yêu kính. Tám là đầy đủ của báo lớn. Chín là mạng hết được sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chén bát, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy ở đời có tâm độ lượng. Hai là được thiện pháp thấm nhuần. Ba là lìa tâm khát ái. Bốn là nếu khát nước thì dòng suối tự nhiên giọt ra. Năm là chẳng sinh vào đường ngạ quỷ. Sáu là được đồ dùng cõi trời vi diệu. Bảy là xa lìa bạn ác. Tám là đủ đại phước báo. Chín là mạng chung sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí cơm ăn nước uống, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy được sống lâu như cõi trời. Hai là được sắc đẹp. Ba là được sức mạnh. Bốn là được tâm an ổn và được vô ngại biện tài. Năm là được không sợ sệt. Sáu là không tâm lười nhác, được mọi người kính ngưỡng. Bảy là được mọi người yêu thương. Tám là đầy đủ phước báo lớn. Chín là mạng chung sinh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí giày dép, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là đầy đủ phương tiện đi lại tốt đẹp. Hai là dưới chân bằng phẳng an ổn. Ba là gót chân mềm mại.
4 là bước xa nhẹ khỏe. 5 là thân không mệt mỏi. 6 là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai, ngói gạch làm tổn hại thân. 7 là được sức thần thông. 8 là đủ các vật nhu yếu phẩm. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí hương hoa sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy ở đời sạch sẽ như hoa. 2 là thân không hôi nhơ. 3 là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi. 4 là tùy theo những chỗ sinh ra, căn mũi không hư hại. 5 là vượt hơn thế gian được mọi người quy ngưỡng. 6 là thân thường thơm sạch. 7 là yêu thích thọ trì đọc tụng chính pháp. 8 là đầy đủ phước báo. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí đèn sáng sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là chiếu sáng thế gian như đèn. 2 là tùy chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại. 3 là sống trong loài người được mắt cõi trời. 4 là đối với các pháp thiện ác có trí huệ sáng suốt. 5 là tùy theo chỗ ở diệt trừ bóng tối. 6 là được trí huệ sáng suốt. 7 là lưu chuyển thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám. 8 là đầy đủ phước báo. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cung kính chắp tay sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là được phước báo thù thắng. 2 là sinh vào dòng họ cao quý. 3 là được thân sắc tươi đẹp. 4 là được giọng nói thắng diệu. 5 là được lọng che thắng diệu. 6 là được biện tài vô ngại. 7 là được lòng tin thắng diệu. 8 là được giới thắng diệu. 9 là được nghe nhiều thắng diệu. 10 là được trí huệ thắng diệu. Nếu có chúng sinh bố thí thuốc trị bệnh được 10 thứ phước báo. 1 là tuổi thọ sống lâu. 2 là sắc thân xinh đẹp. 3 là có sức mạnh. 4 là có nhiều trí huệ. 5 là có nhiều bạn bè, tiếng tốt đồn xa. 6 là ít khổ, được nhiều an lạc. 7 là ít bệnh hoạn ốm đau. 8 là tránh khỏi mọi tai họa. 9 là được chư thiên nhân loại kính mến. 10 là thường được gần gũi với người thân yêu. Nếu có chúng sinh bố thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 phước báo. 1 là nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao hoặc rớt xuống hố sâu, vực thẳm sẽ có một vật cản lại không làm nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu bị chết sẽ tái sanh lên cõi thiên giới. 2 là những kẻ thù không làm hại được. 3 là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình. 4 là vua quan không coi thường. 5 là thoát khỏi mọi tai họa. 6 là ở ngoài trời nắng không cảm thấy khó chịu. 7 là ở cõi người hoặc cõi trời khi cần xe, voi sẽ hiện ra. 8 là được xe ngựa quý chạy nhanh như gió. 9 là có voi quý bay trên hư không. 10 chứng đắc đạo quả A-la-hớn, đoạn tuyệt phiền não trầm luân, tịch diệt niết bàn. Nếu có chúng sinh bố thí dù che được 8 phước báo. 1 là thân không bị lạnh nóng. 2 là thân không bị dính bụi dơ. 3 là tránh khỏi mọi tai họa. 4 là ít bệnh hoạn, không bị hành phạt. 5 là sắc thân có da thịt mềm mại. 6 là được chư thiên nhân loại kính trọng. 7 là tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não. 8 là nếu cần có cả 100.000 cây dù. Nếu có chúng sinh bố thí khăn lao được 6 phước báo. 1 là sắc thân phát ra ánh sáng. 2 là không dơ giấy bẩn thỉu. 3 là nước da màu vàng óng ánh. 4 là sắc thân da thịt mềm mại. 5 là bụi dơ không dính vào thân. 6 là có nhiều oai lực. Nếu có chúng sinh bố thí gối nằm được 6 phước báo. 1 là có được gối trầm thơm ướp hương sen. 2 là thân khẩu ý lục căn thanh tịnh, có thể đắc các bậc thiền hữu sắc với đề mục tứ vô lượng tâm. 3 là hiểu biết pháp hành giới định huệ. 4 là tinh tấn thực hành thiện huệ dẫn đến chứng đắc thánh đạo. 5 là mau thành tựu chánh quả. 6 là hưởng sự an lạc trong
trong thánh quả A-la-hớn. Lại có năm nghiệp của bậc thiện trí, nghĩa là bậc thiện trí làm phước thiện bằng đức tin với lòng từ bi trong sạch. Nơi nghiệp và quả báo của nghiệp sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, thân hình xinh đẹp, được mọi người ngưỡng mộ. Hai là bậc thiện trí làm phước thiện với tâm cung kính người thọ thí, sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, vợ con tôi tớ và người làm công bạn bè vân vân đều cung kính vâng lời, làm theo lời khuyên dạy. Ba là bậc thiện trí làm phước thiện hợp thời hợp lúc như cúng dường vật thực, thuốc uống đến chư tỳ kheo trong thời gian lâm bệnh, cúng dường vật thực, đồ cần dùng đến chư tỳ kheo từ xa mới đến, cúng dường vật thực với những nhu cầu cần thiết đến chư tỳ kheo sắp đi xa và những người đang bị bệnh hoạn đói rách, sẽ hưởng được phước báo giàu sang, nhiều tiền của, và khi cần thứ gì sẽ có được thứ ấy theo sự mong muốn của mình. Bốn là bậc thiện trí làm phước thiện với tâm tế độ, mong muốn cho mọi người hết hoạn nạn khổ đau, sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, của cải đầy đủ sung túc. Năm là bậc thiện trí làm phước thiện không làm khổ mình và người, tạo ra tiền của bằng phương pháp lành, đem ra bố thí, cúng dường, sẽ được hưởng những phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, tất cả tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước trôi, trộm cướp, vua chiếm đoạt, và kẻ xấu không thể phá hoại. Lại có năm nghiệp của bậc thiểu trí. Một là người thiểu trí bố thí thiếu đức nhẫn nhục, không có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp bố thí. Không có đức tin và nhẫn nhục này cũng có phước báo giàu sang, nhưng sắc thân xấu không đáng ngưỡng mộ. Hai là người thiểu trí bố thí không cung kính người thọ thí. Bố thí không cung kính cũng có phước báo giàu sang, nhưng lời nói bị coi thường, trong gia đình và người khác không dâng lời làm theo. Ba là người thiểu trí bố thí cúng dường không đúng thời, không đúng lúc, cũng có phước báo giàu sang, nhưng khi cần đến vật gì không được vật ấy như ý. Bốn là người thiểu trí bố thí không có tâm tế độ. Bố thí không có tâm tế độ cũng có phước báo giàu sang, nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ an lạc. Năm là người thiểu trí bố thí làm khổ mình, khổ người, tạo ra tiền của không trong sạch. Bố thí làm khổ mình, khổ người cũng có phước báo giàu sang, nhưng của cải dễ bị thiệt hại do bị lửa cháy, nước trôi, trộm cướp, vua chiếm đoạt, kẻ xấu phá hoại. Sau khi Đức Thế Tôn nói pháp này rồi, trưởng giả Thủ Ca phát khởi lòng tin trong sạch, rồi ông đứng lên đảnh lễ Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay thỉnh ngài qua thành Xá Bà Đề, đến nhà trưởng giả Lực Đề là cha của con, để giáo hóa cho cha con và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên im lặng nhận lời thỉnh cầu. Thủ Ca nghe Phật nói rồi, tâm rất vui mừng, đảnh lễ xong lui ra. Nói rõ quả báo. Dịch giả: Hòa thượng Thích Viên Giả. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng trước đã thuật rõ tội báo của các nghiệp. Vì hoạn lụy của ác báo cho nên trái với nghiệp thù thắng tốt đẹp. Vì ác nghiệp nên phải đọa trong ba đường dữ, trải khắp ác thú và sinh ra ở nhân gian để chịu trả quả báo đau khổ. Quả báo đau khổ như thế đều do nhân duyên túc trái đời trước đem lại. Bây giờ xả thân này thọ thân khác để chịu trả quả báo mãi mãi không thôi. Bởi thế, chư Phật và chư Bồ Tát dùng sức thần thông thiên nhãn thấy hết thảy chúng sinh trong ba cõi khi hết phước rồi,
cứ theo nghiệp báo mà đọa vào các chỗ khổ. Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới, do tâm đắm trước thiền định, hoặc vậy mạng chung, hết phước đọa xuống cõi trời dục giới. Vì hết phước nên cũng có khi đọa làm cầm thú. Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới, khi hết phước cũng phải sa đọa như vậy. Từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới là chỗ không thanh tịnh. Vì ở chỗ không thanh tịnh nên trở lại thọ lấy dục lạc. Chúng sanh ở sáu cõi trời dục giới, khi hết phước đọa xuống địa ngục, chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát lại thấy chúng sanh ở trong nhân đạo, nhờ sức tu thập thiện được sinh làm người. Ngay trong thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung, phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Lại thấy chúng sanh trong đường súc sinh chịu lắm khổ não, bị đánh đập xua đuổi chở nặng đi xa, đau đớn khốn khổ, trầy vai trợt cổ, sắc nóng thiêu thân. Lại thấy chúng sanh trong đường ngạ quỷ, thường bị đói khát khổ sở, bị lửa thiêu thân như ở thời mạt kiếp. Nếu không nhờ một mảy căn lành để cứu vớt, thì vĩnh kiếp không thể giải thoát. Nếu có được chút phước thì được sinh lên làm người, nhưng thân hình ốm yếu, nhiều tật bệnh và sống yểu chết non. Vậy đại chúng nên biết thiện ác như hai bánh xe theo nhau, chưa từng tạm nghỉ, thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi, xoay dần như sợi dây xích chuyền nối mãi mãi. Sang hèn giàu nghèo đều tùy hạnh nghiệp của mỗi người mà chịu trả quả báo. Không phải sang hèn như vậy mà không có nguyên nhân. Không lẽ vô cớ mà có quả báo sang hèn như vậy thì rất phi lý. Trong kinh Phật dạy rằng: làm người giàu sang, quốc vương, trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự Tam Bảo mà ra. Làm người giàu có to lớn là do cái nhân đời trước bố thí cúng dường mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sinh mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biếng nhác mà ra. Làm người tài ba sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước tu trí huệ mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca vịnh tán thán Tam Bảo mà ra. Làm người sạch sẽ không tật bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người thân hình cao lớn tốt đẹp là do cái nhân đời trước kính người mà ra. Làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình xấu xa là do cái nhân đời trước hay giận hờn mà ra. Làm người vô tri, không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước không học hỏi mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người câm ngọng là do cái nhân đời trước hay hủy báng người mà ra. Làm người hay bị kẻ khác sai khiến là do cái nhân đời trước mắc nợ người không trả mà ra. Làm người da đen xấu xí là do cái nhân đời trước che ánh sáng quang minh của Phật mà ra. Làm người sinh vào nước lõa hình là do cái nhân đời trước ăn mặc quần áo mỏng manh, xuồng xả, cho mình là hơn người mà ra. Làm người sinh trong loại hưu nai là do cái nhân đời trước dọa nạt người, làm người khiếp sợ mà ra. Làm người sinh trong loài rồng là do cái nhân đời trước ưa giỡn cợt múa nhảy mà ra. Làm người thân hình sinh lỡ ghẻ dữ là do cái nhân đời trước hay đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người được người thấy mình liền sinh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sinh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người hay bị quan bắt giam cầm
là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sao sẽ đọa trong loài chó trập tai? Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà không để ý nghe cho hiểu, sao sẽ đọa trong loài lừa dài tai? Làm người tham ăn một mình, keo rít bõn xẻn, sao sẽ đọa trong loài quỷ đói? Hết kiếp quỷ đói, sinh ra làm người bần cùng đói khát. Làm người hay cướp giật của kẻ khác, sao đọa làm dê, bị kẻ khác lột da ăn thịt? Làm người ưa trộm cướp của kẻ khác, sao đọa làm trâu ngựa, bị người sai khiến? Làm người ưa nói vọng ngữ, tuyên truyền điều xấu của kẻ khác, sao đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng, kéo dài lưỡi ra cho trâu cày? Tội hết rồi, người ấy sinh làm chim cù dục, chim cú. Người nghe tiếng nó kêu, ai cũng sợ hãi, cho là yêu quái, đều nguyền rủa cho nó chết. Làm người ưa uống rượu say, sao đọa vào địa ngục nước phẫn sôi trào? Tội hết rồi, người ấy sinh vào loài tinh tinh. Hết nghiệp tinh tinh, được sinh làm người đần độn, ngu si, không ai đếm xỉa đến. Làm người tham lường sức mạnh của kẻ khác, sao sẽ đọa làm voi? Làm người bị chết yểu là do cái nhân đời trước sát hại các loài sinh vật mà ra. Làm người cốt nhục chia lìa là do cái nhân dùng lưới bắt chim non mà ra. Làm người kinh hãi điên cuồng mất mạng là do cái nhân đời trước buông lung săn bắn mà ra. Làm người luân hồi thường mạng lẫn nhau là do cái nhân đời trước dùng nước sôi hay lửa chém chặt, giết hại các loài sinh vật mà ra. Làm người nghèo khốn, khổ sở là do cái nhân đời trước tham lam, trộm cướp mà ra. Làm người cầu muốn không được là do cái nhân đời trước phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý mà ra. Làm người bị đọa vào địa ngục là do cái nhân đời trước lạm phá của chùa mà ra. Làm người bị quả báo sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương là do cái nhân đời trước tà dâm mà ra. Làm người bị quả báo sanh trong loài cầm thú, đói khát là do cái nhân đời trước phá giới phạm trai mà ra. Làm người quyến thuộc kình chống nhau là do cái nhân đời trước nói lời thô ác mà ra. Làm người không lưỡi miệng lỡ là do cái nhân đời trước hay khinh chê mà ra. Làm người bị quả báo đuôi, điếc, câm, ngọng là do cái nhân đời trước hủy bán tam bảo mà ra. Làm người bị đọa trong ác đạo là do cái nhân đời trước khinh chê giáo pháp mà ra. Làm người bị đọa trong loài súc sanh là do cái nhân đời trước ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni mà ra. Làm người hèn hạ bị người sai khiến là do cái nhân đời trước kiêu mạn cống cao mà ra. Làm người không lưỡi là do cái nhân đời trước đâm thọc gây gỗ mà ra. Làm người thân hình xấu xí tàn tật là do cái nhân đời trước tánh hay nóng giận mà ra. Làm người sanh vào chốn hẻo lánh là do cái nhân đời trước mê tín mà ra. Làm người cuồng mê đến chết là do cái nhân đời trước đốt phá núi rừng cây cỏ mà ra. Làm người bị trời đất chu lục là do cái nhân đời trước trái nghịch cha mẹ mà ra. Làm người hiện đời bị roi giọt đánh đập là do cái nhân đời trước làm cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác mà ra. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sanh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân ghiềm chúng sanh chết nước mà ra. Làm người rách lạnh đơn phun là do cái nhân làm nghề lột da mà ra. Làm người tự sát hủy mình là do cái nhân làm nghề cắt họng mà ra. Làm người bị tai họa thình lình là do cái nhân vào rừng săn bắn mà ra. Làm người bị tai họa không chừng là do cái nhân hành hung làm dữ mà ra. Làm người bị quả báo bần cùng là do cái nhân thấy của gian tham mà ra. Làm người chịu điều thua thiệt là do cái nhân cố ý ăn lường mà ra. Làm người bị bồi thường là do cái nhân gạt người lấy của mà ra. Làm người chịu đời thất thế
là do cái nhân nhờ người gạt người mà ra. Làm người chịu cảnh lầm lạc là do cái nhân gian công lường của mà ra. Làm người mắc mưu mất của là do cái nhân khoe tốt lừa người mà ra. Làm người bị cảnh người lìa của tan là do cái nhân tranh danh đoạt lợi mà ra. Làm người chuyển kiếp làm chó là do cái nhân giữ của lòng tham mà ra. Làm người bị cảnh ngục hình đài đọa là do cái nhân chứa kẻ gian tham mà ra. Làm người bị lao xuyển là do cái nhân dùng sức loài vật mà ra. Làm người bị cảnh vợ con phản loạn là do cái nhân thấy sắc cố dâm mà ra. Làm người con nghịch với cha là do cái nhân thọ thai chồng bỏ mà ra. Làm người liên lụy đến con là do cái nhân thọ thai làm ác mà ra. Làm người bị cảnh quan gia nghiệp chướng là do cái nhân quen người đoạt vợ mà ra. Làm người cầu nguyện du linh là do cái nhân khinh thánh thị thần mà ra. Làm người bà con xa cách là do cái nhân khi thị thân tộc mà ra. Làm người sống cô độc một mình là do cái nhân hỗn ẩu anh em mà ra. Làm người ngọng nghịu líu lo là do cái nhân đời trước đặt chuyện thình lình mà ra. Làm người bằng hữu khinh thường là do cái nhân phân vân ngạo biến mà ra. Làm người vô gian bạc phận là do cái nhân khinh bỉ nhân tình mà ra. Làm người đổi dời nhiều xứ là do cái nhân chê thị quê hương mà ra. Làm người khó nổi lập thân là do cái nhân thấy hư chê cười mà ra. Làm người chuyển kiếp cơ hàng là do cái nhân chê người rách lạnh mà ra. Làm người suy sụp nan cầu là do cái nhân đặng thời chê thất thế mà ra. Làm người đáo đầu bần tiện là do cái nhân được sang chê hèn mà ra. Làm người chuyển phú hóa bần là do cái nhân chê người cực khổ mà ra. Làm người giữ của không bền là do cái nhân được giàu phụ khó mà ra. Làm người chịu kiếp vô duyên là do cái nhân kiêu cách khi người mà ra. Làm người chịu đời suy nhược là do cái nhân được mạnh chê yếu mà ra. Làm người tạo lập không thành là do cái nhân tánh hay kiêu căng mà ra. Làm người họa sanh nan giải là do cái nhân thị chúng hiếp cô mà ra. Làm người thiếu ăn thiếu mặc là do cái nhân hủy hoại lúa gạo mà ra. Làm người gia cảnh bần hàn là do cái nhân hủy hoại tiền của mà ra. Làm người bần cùng đói rách là do cái nhân ăn xài phung phí mà ra. Làm người thiếu trước hụt sau là do cái nhân xài không gìn giữ mà ra. Làm người hậu kiếp mồ côi là do cái nhân bội nghịch cha mẹ mà ra. Làm người đau oan trái bệnh là do cái nhân dùng tà ma hại người mà ra. Làm người ngây cuồng đền tội là do cái nhân mắng gió chửi mưa mà ra. Làm người loạn tâm loạn trí là do cái nhân dùng lửa hại người mà ra. Làm người lãng tâm mất trí là do cái nhân được khôn chê khờ mà ra. Làm người câm khùng đền tội là do cái nhân mưu sâu kế độc mà ra. Làm người trả quả loạn tâm là do cái nhân truyền khôn bất chánh mà ra. Làm người giảng cảnh thất thời là do cái nhân em côi anh bỏ mà ra. Làm người lo việc không thành là do cái nhân rào đường lấp ngõ mà ra. Làm người cầu phước vô linh là do cái nhân bỏ người hoạn nạn mà ra. Làm người cầu phước không thành là do cái nhân nghe rên không trợ mà ra. Làm người chịu đời lầm lạc là do cái nhân biết mà không nói mà ra. Làm người nhãn mục vô quan là do cái nhân chỉ đường lạc nẻo mà ra. Làm người có bệnh oan gia là do cái nhân thuốc hay không cứu mà ra. Làm người bị quả báo ba đời là do cái nhân lương y giả trị mà ra. Làm người chuyển kiếp thất thế là do cái nhân binh người đặng thế mà ra. Làm người lâm nạn cô thế là do cái nhân thấy đánh không can mà ra. Làm người vô duyên bất tín là do cái nhân trước thân sao phản mà ra. Làm người tai họa thình lình là do cái nhân tự gian làm loạn mà ra. Làm người lây họa liên can là do cái nhân gần người hung dữ mà ra. Làm người con cháu vô duyên là do cái nhân tánh hay ghét người mà ra. Làm người con cháu thất thời
là do cái nhân thọ ơn báo oán mà ra. Làm người sanh con ngỗ nghịch là do cái nhân bội ơn bạc nghĩa mà ra. Làm người con cháu bất tài là do cái nhân nghề hay không dạy mà ra. Làm người con cháu ngu si là do cái nhân chẳng nghe lời lành mà ra. Làm người con cháu khiếp nhược là do cái nhân giả oai hiếp người mà ra. Làm người hư gan sanh bệnh là do cái nhân nóng giận quá độ mà ra. Làm người tùy vị sanh trùng là do cái nhân ăn vật phong độc mà ra. Thà người ở địa vị giàu sang làm người trên trước mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết kiện thưa với ai, những người như thế chết vào địa ngục kể cả ngàn vạn năm, chịu quả báo đau khổ. Từ địa ngục ra lại đọa làm trâu, bị sâu xỏ mũi miệng, dắt thuyền kéo xe, roi gậy to lớn đánh đập khổ sở để đền lại nợ oan trái ngày xưa. Lại nữa, người ăn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra. Người sang tham keo kiệt không tự xét mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra. Những người gầm gừ háo sắc là từ trong loài dê mà đầu thai ra. Người có tánh táo bạo nóng nảy không hay nhẫn nhục là từ trong loài khỉ, vượn, hầu mà đầu thai ra. Người có thân hình tanh hôi là từ trong loài cá trạch mà đầu thai ra. Người có tâm thâm hiểm độc ác là từ trong loài rắn độc mà đầu thai ra. Người không có từ tâm tàn nhẫn độc hại là từ trong loài hổ báo sài lang mà đầu thai ra. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, cho nên khiến người ấy phải lãnh lấy quả báo trong ba đường dữ. Sở dĩ có ba đường dữ là vì có tham sân si. Vả lại cũng vì có ba độc tham sân si ấy mà con người tự thiêu đốt lấy mình. Miệng thường nói ác, tâm thường nghĩ ác, thân thường làm ác. Do các điều ác ấy làm cho thân người thường chịu các khổ não không cùng tận. Đến khi mạng chung, hồn côi bơ vơ, mình làm mình chịu, cha mẹ vợ con không thể cứu được. Thoạt vậy trong nháy mắt đến chốn diêm dương, ngưu đầu ngục tốt ở trong địa ngục không kể tôn ti, chỉ xét sổ tội phước, kiểm điểm nặng nhẹ, thiện ác ít nhiều. Trong lúc xin tiền đã làm thế nào thì thần thức tự thú tội, không dám che giấu. Do vì nhân duyên ấy nên phải theo nghiệp mà chịu trả quả báo. Đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu. Mờ mờ mịt mịt ly biệt lâu dài, đường ai nấy đi, không bao giờ gặp nhau trở lại. Vả lại, các vị thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mảy may. Người thiện làm lành được phước thêm tuổi, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ. Cứ xoay dần như vậy, mãi mãi rồi lại đọa làm quỷ đói. Hết kiếp quỷ đói lại làm súc sinh, tội khổ vô lượng không thể chịu nổi, không bao giờ cùng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều nên phải tự tỉnh ngộ mà sinh tâm hổ thẹn. Trong kinh Phật dạy rằng, làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ. Nhưng trong đời ngũ trược ác thế, chúng ta không nên làm ác. Làm lành không mất quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa. Cho nên lập ra pháp sám này, kinh dạy rằng, chớ khinh điều thiện nhỏ cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ, chảy lâu cũng đầy bát to. Không chứa thiện nhỏ, lấy gì có phước to để thành thánh thành Phật. Chớ khinh ác nhỏ mà nói là không có tội. Ác nhỏ chứa lại lâu ngày cũng đủ mất thân. Đại chúng nên biết, lành dữ họa phước đều do tâm tạo. Nếu không tạo nhân thì không có kết quả. Ương họa chứa lại tội thành to lớn. Chúng ta mắt thịt không thể thấy, đó là lời Phật dạy, ai dám không tin. Chúng con đã cùng nhau vô phước sinh vào đời mạt pháp. Nếu không siêng năng học tập tu hành, không tự sức mình làm lành, đến phút cuối cùng
thở, khi ấy ăn năn đã muộn. Tuy vậy, bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết thảy tội lỗi như trong kinh Đức Phật đã dạy. Người đã biết tội mình, há lại không biết bỏ ác theo lành hay sao? Đời nay, nếu không dụng tâm xả thân cầu đạo, quyết phải đọa địa ngục. Vì sao bà biết? Vì trong lúc làm tội ôm lòng độc ác, mạnh mẽ nóng nảy, giận hờn, gắt gao, sâu sắc, như giận một người nào quyết muốn cho người ấy chết. Nếu ghét một người nào không ưa thấy điều tốt của người ấy. Nếu hủy báng một người nào quyết khiến cho người ấy lâm vào cảnh khổ. Nếu đánh một người nào quyết khiến cho người ấy đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo tai hại thì không kể tôn ti thượng hạ, dùng lời xấu hổ mắng nhiếc đủ điều, có khi la vang như sấm dậy, mắt như lửa đổ. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, lúc đầu muốn làm nhiều, sau lần lần giảm ít lại. Lúc đầu muốn kinh doanh cho mau chóng, sau lại thả lỏng buông trôi. Tâm đã không chí quyết, ngày tháng trôi qua lần lượt tới lui, cho đến khi quên mất việc thiện là xong. Xét như thế thì biết lúc làm tội tâm lực rất mãnh liệt cường thạnh, lúc làm phước thì chí ý bạc nhược yếu hèn. Này đem cái nhân làm phước yếu hèn ấy mà cầu xa lìa quả báo ác mãnh liệt cương cường kia thì không thể được. Kinh dạy rằng sám hối thì tội gì cũng tiêu diệt hết. Nhưng than ôi, đến lúc sám hối quyết phải đầu thành đảnh lễ. Năm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, không tiếc thân mạng mới mong diệt được tội. Vì diệt được tội nên phải ân cần, thành khẩn cùng nhau xét mình từ khi sinh ra cho đến ngày nay đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Phải tự xét trách như thế mới không tiếc thân mạng, chịu khó nhọc mà sám hối. Nếu tạm thời nhiễu Phật liền sinh tâm mỏi mệt, chán nản, tạm thời lễ bái liền nói sức lực không kham, hoặc tạm thời ngồi ngay tĩnh niệm liền nói nên phải có tin tức chứng ngộ gì, hoặc nói không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, phải cần an dưỡng, không được làm khổ thân. Vừa nằm xuống ngủ liền mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến việc ta phải lễ Phật, quét tháp, quét chùa, làm những việc khó làm. Giả chăng kinh có dạy rõ ràng, chưa từng có một mãi thiện nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, chưa từng có một chút phước đức nào từ sự kiêu mạn tự do tự đắc mà được. Đệ tử chúng con này tuy được làm thân người, nhưng tâm hay trái đạo vì sao mà biết? Vì từ sớm đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, cho đến không có một thời một khắc một niệm một khoảnh nào mà chúng con để tâm nhớ tưởng Tam Bảo, nghĩ nhớ Lý Tứ Đế, cũng không có một chút tâm nào nghĩ nhớ báo ân cha mẹ, cũng không có một chút tâm nào nghĩ nhớ báo ân sư trưởng, không có một chút tâm nào muốn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, không có một chút tâm nào muốn học thiền định, muốn tu trí huệ. Này thử đem kiểm điểm lại các pháp thanh bạch thì chúng con không có một pháp nào đáng kể. Trái lại, những phiền não trọng chướng thì không biết bao nhiêu mà kể, đầy tai, đầy mắt. Nếu không kiểm soát như thế thì chúng con cũng tự hào rằng công đức của chúng con rất nhiều. Nếu có làm được chút việc thiện gì thì nói: ta hay làm, người khác không hay làm. Ta hay tu, người khác không hay tu. Ý chí cao ngạo xem như mục hạ vô nhân, quanh mình không còn ai nữa. Xét lại mà nghĩ thật là đáng xấu hổ. Này đối trước đại chúng, chúng con xin sám hối các tội lỗi ấy, mong đại chúng hoan hỷ cho, tương lai không còn chướng ngại nữa. Đại chúng cũng nên tự rửa sạch thân tâm. Theo sự trình bày quả báo như trước đã thuật đủ thì không thể tự khoan dung mà không cầu xả bỏ tội lỗi. Đại chúng chớ nói ta không có các tội ấy, ta đã vô tội cần gì sám hối.
Nếu đại chúng có nghĩ như thế, nguyện xin từ bỏ ngay tâm niệm ấy đi. Phải chăng bao nhiêu lầm lỗi vi tế đã kết thành tội lớn đại? Thoạt vậy, giận hờn sân tâm liền khởi, tập thành tánh quen, khó có thể sửa đổi mau chóng, không thể buông tâm phóng ý mà không ngăn ngừa. Nếu hay đè nén nhẫn nhịn thì phiền não có thể trừ. Người nào giải đãi lười biếng buông lung thì không thể tế độ được. Đệ tử chúng con, ngày nay mong nhờ sức từ bi hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, sức bổn thể nguyện lực mà nói kinh, tội nghiệp, báo ứng, địa ngục, nên chúng con hết lòng lắng nghe. Ta nghe Đức A Nan thuật lại như thế này. Một hôm, Phật ở tại thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị thanh văn và quyến thuộc của các ngài đông đủ. Cũng có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, chư thiên, quỷ thần, thảy đều đến dự hội đông đủ. Lúc bấy giờ, có ngài Tín Tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sang, hèn, giàu, nghèo, không biết bao nhiêu chủng loại. Phàm có chúng sanh nào nghe được Phật thuyết pháp thì cũng như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Thế Tôn thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang ở giữa hai chân mày, soi sáng khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường. Khi ấy, ngài Tín Tướng Bồ Tát vì thương xót hết thảy chúng sanh, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Phật quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay có chúng sanh bị các ngục tốt cắt chặt bầm chém thân thể từ đầu đến chân. Chúng sanh ấy bị chặt và chết ngất thì có gió xảo phong thổi sống lại, sống rồi lại bị chặt, chịu khổ báo như thế vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng, là vì tội gì vậy? Những chúng sanh ấy ở các đời trước không tin Tam Bảo, không biết cúng dường, bất hiếu với cha mẹ, sinh tâm ác nghịch, làm nghề hàng thịt, cắt chặt chúng sanh. Vì các nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân thể sần sượng tê cứng cả người, mài râu rụng hết, toàn thân bầm đỏ, bạn với chim muông vắng vẻ bóng người, bà con xa bỏ không ai muốn thấy, ác báo như thế là bệnh phong hủi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy không tin Tam Bảo, bất hiếu với cha mẹ, phá tháp, hủy chùa, bóc lột của người tu hành, chém bắn thánh hiền, tổn thương sư trưởng, chưa từng biết quấy, vong ơn bội nghĩa, hành động như cẩu khuyển làm xấu người trên, không kể thân sơ, không biết hổ thẹn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân hình dài lớn, tai điếc, chân không có, quằn quại bò lết mà đi, chỉ ăn đất cát mà sống, bị các sâu trùng nhỏ nhiệm cắn rứt, ngày đêm chịu khổ vô cùng không gián đoạn. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người đó chỉ biết có mình, không tin lời hay, lời lành của kẻ khác, bất hiếu với cha mẹ, trái ý phản nghịch, hoặc làm địa chủ hay làm quan to, trấn nhậm bốn phương, hoặc làm châu trưởng, quận trưởng, cai trị đốc xuất dân chúng, mà cậy oai ỷ thế, xâm đoạt của người một cách vô lý, không đạo đức, làm cho dân chúng cùng khổ. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh đuôi cả hai mắt, không thấy biết gì, hoặc bị cây đè, hoặc sa hầm hố mà chết. Chết rồi sống lại, sống lại rồi chết, cứ như thế mãi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước không tin tội phước, che ánh sáng của Phật, may bít mắt người, giam nhốt chúng sanh, lấy bao lấy đãi bao đầu chúng sanh, không cho trông thấy.
Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Chúng con cũng có thể đã làm những tội như thế, nhưng vì vô minh che lấp tâm tánh nên không tự nhớ biết đó mà thôi. Những tội như vậy vô lượng vô biên, đến đời sau sẽ chịu khổ báo. Ngày nay chí tâm một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, năm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, cầu xin sám hối, hổ thẹn ăn năn, cải đổi tâm tánh. Những tội đã làm rồi nhờ sám hối mà trừ diệt, những tội chưa làm từ nay thanh tịnh, nguyện xin quy y hết thảy mười phương chư Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Khai Quang Minh Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam mô Tối Oai Nghi Phật, Nam mô Quang Minh Tôn Phật, Nam mô Liên Hoa Quân Phật, Nam mô Đa Bảo Phật, Nam mô Sư Tử Hống Phật, Nam mô Sư Tử Âm Dương Phật, Nam mô Tinh Tấn Quân Phật, Nam mô Vưu Ưu Phật, Nam mô Tịch Căn Bồ Tát, Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng đại từ đại bi gia hộ cứu vớt, khiến các chúng sanh liền được giải thoát. Vì các chúng sanh mà diệt trừ những nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khiến các chúng sanh rốt ráo không chịu các quả báo dữ nữa, khiến các chúng sanh bỏ khổ trong ba đường ác, đồng đến chỗ trí huệ, đều được yên ổn, hoàn toàn an vui. Nguyện xin Tam Bảo đem ánh sáng đại quang minh, diệt trừ mê mờ si ám cho chúng sanh, phân biệt rộng rãi, giải thích rõ ràng pháp môn di diệu, thậm thâm nhiệm màu cho chúng sanh nghe, khiến chúng sanh đều được chứng quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại nên chí thành nhất tâm mà nghe, suy nghĩ cho kỹ. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh ngộng nghịu ấm á, miệng không thể nói, dầu có nói cũng không rõ ràng, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy phỉ báng Tam Bảo, khinh hủy thánh đạo, bàn luận việc xấu tốt của người, tìm việc hay dở của người, vu oan cho kẻ lương thiện, ghen ghét người hiền, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh bụng lớn như trống, cổ nhỏ như kim, không thể ăn nuốt được. Nếu có đồ ăn, đồ ăn biến thành máu mủ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng, khi có đại hội sắm các thức ăn ngon, người ấy lấy riêng mà ăn, hoặc lấy mè muối gạo cơm ra chỗ khuất mà ăn, lại thêm keo rít tiếc của mình, tham của người, thường ôm lòng độc ác, cho người uống thuốc độc, nghẹt thở không thông. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường bị ngục tốt thiêu đốt, dội nước sắt nóng vào thân, đóng đinh sắt vào thân, đóng rồi tự nhiên hỏa bốc thiêu cháy thân thể, thảy đều phỏng đỏ. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước làm thầy châm lễ, tổn thương thân thể của người, châm chích không lành, gạt người lấy của, làm cho người đau khổ. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở trong cái chảo nấu nước sôi, ngưu đầu ngục tốt, tay cầm xoa sắt, móc bỏ vào vạc nấu chín rục, rồi thổi cho sống lại, sống lại rồi nấu nữa. Vì nhân duyên gì nên mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt, giết chúng sanh, trụng nước sôi, nhổ sạch lông,
giết hại rất nhiều không thể kể xiết. Vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Chúng con không biết ở trong đường ác nào đã từng làm vô lượng tội nghiệp như thế, đời sau quyết phải mắc quả báo ác nghiệp ấy. Ngay trong đời hiện tại, chúng con cũng có thể mắc phải những quả báo ác nghiệp ấy. Ấp úng, ngọng liệu, miệng không thể nói, hoặc bụng lớn cổ nhỏ, không thể ăn nuốt, mạng sống vô thường. Ngày nay tuy an vui, ngày mai thế nào không thể biết được. Thình lình gặp phải quả báo đến, không thể thoát được. Mọi người đều nên hiểu rõ ý ấy, nhất tâm chánh niệm, chứ tư tưởng gì nữa, chỉ một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh ở khắp trong bốn loài sáu đường, ngày nay đang chịu khổ, đã chịu khổ hay sẽ chịu khổ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tự Tại Vương Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Phật, Nam mô Định Quang Minh Phật, Nam mô Bảo Quang Minh Phật, Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Phật, Nam mô Diệu Bảo Phật, Nam mô Đế Tràng Phật, Nam mô Kim Cang Bộ Tinh Tấn Phật, Nam mô Tự Tại Vương Thần Thông Phật, Nam mô Đại Quang Phổ Chiếu Phật, Nam mô Bảo Tràng Phật, Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát, Nam mô Thượng Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát đem sức đại từ đại bi cứu khổ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ, dùng sức thần thông diệt trừ ác nghiệp cho các chúng sanh, hoàn toàn không đọa trở lại trong ba đường khổ, đến được chỗ an vui thanh tịnh, sinh ra chỗ nào cũng được thanh tịnh, công đức đầy đủ không thể cùng tận. Xả thân hằng gặp chư Phật, đồng với các vị Đại Bồ Tát thành đẳng chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại gia tâm lực lắng tai nghe kỹ. Tín tướng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh ở trong hỏa thành, tâm can bị thiêu đốt, bốn cửa thành tuy mở nhưng chạy đến thì cửa liền tự đóng, chạy khắp đông tây cũng không ra được, bị lửa thiêu sạch. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì đời trước làm người thiêu đốt rừng núi, phá vỡ bờ đê, chiên rán các thứ trứng gà, trứng vịt, làm cho chúng sanh bị thiêu, bị đốt mà chết, nên phải mắc tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở núi Tuyết Sơn bị gió lạnh thổi, da thịt nứt nẻ, cầu chết không được, cầu sống không được, khổ sở vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Người ấy đời trước làm giặc, đón đường bóc lột áo quần người khác để tự tu dưỡng, mùa đông giá lạnh lột truồng hình người khác làm cho họ phải chết lạnh, và lột da xẻ thịt trâu dê làm cho chúng sanh đau khổ vô lượng. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thường ở trên núi dao rừng kiếm, giờ đụng vào đâu thì liền bị cắt đứt đó, thân thể tay chân đều bị chặt nát, đau đớn khổ sở không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: Vì người ấy đời trước làm nghề sát sinh, phanh thay xẻ thịt chúng sanh, cắt xẻo bóc lột, cốt nhục chia lìa, đầu mình tan rã, treo lên trên cao, cân lường mà bán, hoặc treo sống mà bán, đau đớn vô cùng chúng sanh không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy.
lại có chúng sanh tai mắt vân vân, năm căn không đủ, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước nuôi chim bay chó chạy để đi săn bắn, bắn chim bắn thú, hoặc bắn bể đầu, hoặc bẫy đứt chân, nhổ sống lông cánh, làm chúng sanh đau khổ vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ấy nên phải mắc tội như vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi, cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh trong mười phương, hoặc đã chịu khổ, hoặc đang chịu khổ, hoặc sẽ chịu khổ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tịnh Quang Phật. Nam mô Bảo Dương Phật. Nam mô Thọ Căn Hoa Dương Phật. Nam mô Di Vệ Trang Nghiêm Phật. Nam mô Khai Hóa Bồ Tát Phật. Nam mô Nhất Thừa Độ Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Bộ Phật. Nam mô Sư Tử Hống Lực Phật. Nam mô Bi Tinh Tấn Phật. Nam mô Kim Bảo Quang Minh Phật. Nam mô Dược Dương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo đem lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sinh trong mười phương, khiến các chúng sanh hiện đang chịu khổ liền được giải thoát. Chúng sanh sẽ chịu khổ hoàn toàn đoạn trừ phiền não, rốt ráo, không sa đọa trở lại trong ba đường ác nữa. Từ nay trở đi, cho đến ngày thành Phật, trừ sạch ba nghiệp chướng, diệt hết năm sợ hãi, hoàn toàn đầy đủ công đức trang nghiêm, nhiếp hóa hết thảy chúng sanh, hướng về vô thượng đạo, thành bậc chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại lắng lòng mà nghe. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh què trệt, lưng cong, tay chân co quắp, không thể cầm nắm, không thể đi đứng, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Vì đời trước làm người độc ác, để binh khí giữa đường, đặt bẫy, đặt mìn, đặt súng, đặt gươm, đào hầm, đào hố, hãm hại chúng sanh. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh bị các ngục tốt trói buộc thân thể, gông cùm khổ ách không thể thoát được, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy chài lưới chúng sanh, buộc nhốt lục súc, hoặc làm chủ tể, quyền hành địa phương, cai trị dân chúng, tham lam dơ dét, giam oan người vô tội, lương thiện oán hận mà không biết kêu ai. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh hoặc điên, hoặc si, hoặc cuồng, hoặc sợ, không phân biệt được tốt xấu, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, loạn trí loạn tâm, phạm 36 lỗi nên đọa làm người ngu si. Cũng như người sai không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân lùn hình nhỏ, âm tạng rất lớn, thả xuống thì thân đau, phải dắt ra sau lưng mà đi, đi đứng nằm ngồi đều bị trở ngại, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước buôn bán vàng ngọc, khen vật báo của mình, chê vật báo của người, thay đổi thăng đấu, vặn cân bẻ móc, chan lận thước tất, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Ngày nay
Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi, cùng nhau nhất tâm một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sanh đã chịu khổ, hết thảy chúng sanh sẽ phải chịu khổ, hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong sáu đường, và nguyện vì cha mẹ, sư trưởng, tín thí đàn diệt, thiện ác tri thức rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh khắp trong mười phương mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Ngôn Thắng Phật. Nam mô Pháp Không Đăng Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Phật. Nam mô Minh Ý Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Tịnh Huệ Đức Phong Phật. Nam mô Tịnh Luân Phan Phật. Nam mô Lưu Ly Quang Tối Phong Phật. Nam mô Bảo Đức Bộ Phật. Nam mô Độ Bảo Quang Minh Tháp Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Đệ tử chúng con, ngày nay mong nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, nguyện vì hết thảy chúng sanh mà đảnh lễ quy y cầu xin sám hối. Những chúng sanh đã chịu khổ rồi, xin nhờ sức đại từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát liền được giải thoát. Những chúng sanh chưa chịu khổ, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, rốt ráo không đọa trở lại trong các đường ác, xa lìa tám nạn khổ, bẩm thọ tám phước sinh, được các căn lành, thành tựu bình đẳng, đầy đủ trí huệ, thành tựu biện tài, thanh tịnh tự tại, cùng với chư Phật thành mật chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết dụng tâm, lắng lòng mà nghe. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lại có chúng sanh hình trạng rất xấu, thân đen như mực, hai tai lại xanh, hai vai nổi lên, mặt phẳng, mũi dẹp, mắt đỏ vàng ngầu, răng nướu thưa súng, hơi miệng tanh hôi, dễ ngắn và ung thủng, bụng lớn, lưng nhỏ, tay chân co quắp, xương sườn, xương sống nổi lên, tốn giải, ăn nhiều, ghẻ dữ tanh hôi, máu mủ nhơ nhớp, bệnh thủy thủng, phung hủi, ung thư, bao nhiêu điều ác độc hung dữ đều dồn vào thân. Dầu muốn thân cận, người không để ý. Nếu người khác làm tội, vô cớ mình cũng liên can mang họa. Hằng không được thấy Phật nghe Pháp, không biết Bồ Tát, không biết Thánh Hiền. Ra vào nơi đau khổ không bao giờ cùng. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật dạy: Vì đời trước làm con bất hiếu với cha mẹ, làm tôi không trung chánh với vua, làm người trên không thương kẻ dưới, làm người dưới không biết kính kẻ trên, không thành thật, không thủ tín với bạn bè, không nhân nghĩa với làng xóm, không liêm chính với nhân dân, không đạo đức trong sự xử đoán, không có độ lượng, mà lòng dạ đảo điên, sát hại quần thần, khinh khi tôn trưởng, bán nước buôn dân, phá thành phá lũy, cướp giật trộm cắp, ác nghiệp vô lượng, lại khen mình chê người, xâm lấn già nua, lấn hiếp cô độc, bán bổ người hiền, khinh mạng sư trưởng, khi dối kẻ hạ tiện, tóm lại là phạm hết thảy tội. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác báo, tội nghiệp như vậy. Lúc bấy giờ, những người bị tội nghe Phật dạy như vậy
khóc lóc động địa, nước mắt trào như mưa, bèn bạch Phật rằng: Nguyện xin Thế Tôn sống mãi ở đời, thuyết pháp giáo hóa cho chúng con mong được giải thoát. Phật đáp: Nếu ta sống mãi ở đời, những người bạc phước không trồng căn lành, họ bảo ta còn sống mà không lo nghĩ đến vô thường, tự do tạo ra vô lượng tội ác, sao ăn năn không kịp. Thiện nam tử ôi, ví như con thơ, mẹ thường ở bên mình thì con không nghĩ đến sự gặp mẹ là khó. Lúc nào mẹ đi vắng, con mới liền sinh tâm nhớ tưởng, khao khát luyến mẹ. Lúc ấy mẹ trở lại con mới vui mừng. Thiện nam tử ôi, ta nay cũng như vậy. Ta biết chúng sanh không tìm cầu sự thật, thường trú chân tâm, cho nên ta nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ Phật đối trước những chúng sanh đang chịu tội đó mà nói bài kệ rằng: Nước chảy không thường đầy, lửa mạnh không thường đốt, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết. Sự tôn trọng giàu sang càng vô thường hơn nữa, nghĩ lại phải siêng năng, đảnh lễ ngôi Tam Bảo. Lúc bấy giờ Phật nói lời kệ ấy rồi, các người bị tội kia thảy đều buồn sầu mà bạch Phật rằng: Hết thảy chúng sanh làm những việc lành gì mà xa lìa được những tội khổ ấy? Phật dạy: Này thiện nam tử, phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, quy y Tam Bảo, siêng tu hạnh bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, từ bi hỷ xả, xem kẻ quán người thân như nhau, không có thân sơ, không khinh người già nua cô quả, không khinh kẻ nghèo hèn, ủng hộ người như giúp đỡ mình, không có tâm ác đối với người. Nếu các người hay tu hành được như vậy, thời cũng đã là báo được ơn chư Phật, hằng xa lìa ba đường ác, không còn đau khổ nữa. Phật dạy kinh này rồi, các vị đại Bồ Tát liền được quả vô thượng Bồ Đề, các hàng thanh văn duyên giác liền chứng được lục thông, tam minh và tám pháp giải thoát. Còn các đại chúng khác đều được pháp nhãn tịnh. Nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này thì không đọa vào ba đường ác và không mắc phải tám nạn, địa ngục trống rỗng, thống khổ không còn. Tín tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này gọi là kinh gì? Bồ Tát Ma Ha Tát phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo tín tướng Bồ Tát: Thiện nam tử, kinh này gọi là Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục Kinh. Các ngươi nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp công đức vô lượng. Bấy giờ đại chúng nghe Phật dạy lời ấy rồi hết lòng vui mừng, đảnh lễ, dâng lời làm theo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi, sinh tâm từ bi, nương nhờ thần lực của chư Phật, tu đạo Bồ Tát nhớ địa ngục, phát tâm Bồ Đề vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường địa ngục, hết thảy chúng sanh đang chịu khổ ở đường ngạ quỷ, hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ ở đường súc sinh, cho đến hết thảy chúng sanh cùng khắp mười phương hiện đang chịu khổ trong sáu đường, nhất tâm nhất ý vì những chúng sanh ấy mà sám hối, khiến chúng sanh được giải thoát. Nếu đại chúng không siêng làm phương tiện chuyển hòa thành phước, thì ở trong mỗi mỗi địa ngục đại chúng đều có tội phần. Cùng nhau chí tâm nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng, bà con thân thích sẽ chịu khổ báo về sau, và cũng nghĩ đến tự thân đại chúng hiện tại và vị lai cũng phải chịu khổ báo như vậy. Cho nên đại chúng phải cùng nhau nhất tâm tha thiết, năm dốc sát đất, chí thành ân cần vận dụng tư tưởng, nguyện xin một niệm cảm thấu mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng tội lỗi. Những chúng sanh đã chịu khổ trong sáu đường, xin nhờ Phật lực
pháp lực, hiền thánh lực, khiến các chúng sinh ấy liền được giải thoát. Nếu trong sáu đường chúng sanh nào chưa chịu khổ, xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiền thánh lực làm cho các chúng sanh ấy vĩnh viễn đoạn trừ sáu đường khổ. Từ nay trở đi rốt ráo không đọa trở lại trong các đường ác, trừ ba nghiệp chướng, tùy ý vãng sinh, diệt trừ năm điều sợ hãi, tự tại giải thoát, siêng tu đạo nghiệp, không thôi không nghỉ. Diệu hạnh trang nghiêm vào pháp dân địa, được kim cang tâm, thành đẳng chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại nhất tâm lưu ý, lắng lòng mà nghe và suy nghĩ cho kỹ. Kinh Tạp Tạng chép: bấy giờ có một con quỷ bạch với Ngài Mục Liên rằng: thân tôi hai vai có mắt, ngực có mũi có miệng mà không có đầu, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm học trò, nhà hàng thịt khi giết trâu bò thì ngươi vui mừng, lấy dây trói buộc mà lôi kéo, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là tội báo mới nụ hoa, kết quả sẽ ở địa ngục. Lại có một con quỷ khác bạch Ngài Mục Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân, tai, mắt, mũi, lưỡi, vân vân. Thân thường bị trùng rút chim mổ, cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người uống thuốc độc, phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không hoàn toàn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có một con quỷ bạch Ngài Mục Liên rằng: bụng tôi thật lớn, yết hầu như kim, cùng năm mãn kiếp không thể ăn uống, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm chủ làng xóm, tự ý mình hào quý, sai xưa tung hoành, khinh khi kẻ khác, cướp giật thức ăn uống của người, làm cho đói khát, khốn khổ hết thảy nhân dân. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả báo mới đơm qua, nó sẽ kết quả ở địa ngục. Lại có một con quỷ bạch Ngài Mục Liên rằng: tôi một đời lại đây, có hai vành sắc nóng ở dưới hai nách, toàn thân cháy rụi, vì tội gì đến nỗi như thế? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi chia bánh cho chúng, ngươi trộm lấy hai cái kẹp dưới hai nách, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là tội mới đơm hoa, kết quả sẽ ở địa ngục. Lại có một con quỷ bạch Ngài Mục Liên rằng: tôi thường lấy đồ tự bao bọc đầu lại, sợ người đến giết, sinh tâm sợ hãi, vì tội gì đến nỗi như thế? Đời trước ngươi dâm phạm ngoại sắc, thường sợ người thấy, hoặc sợ chồng con người bắt được trói trăng, đánh giết, thường ôm lòng sợ hãi, cho nên mắc phải tội này. Đó là tội mới đơm hoa, nó sẽ kết quả ở địa ngục. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy, đâu được không sợ hãi. Từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, chúng con cũng đã làm vô lượng tội ác như thế. Những tội ấy đều do vì không có tâm từ bi, ỷ mạnh hiếp yếu, tổn hại chúng sanh, cho đến tội trộm cắp của người, mê hoặc, vô đạo, nịnh hót, bài bán người hiền lành, gây biết bao tội lỗi. Những tội báo như vậy ở trong địa ngục, quyết phải chịu thống khổ trong ba đường dữ. Ngày nay, chí tâm một lòng tha thiết, năm dốc sát đất, đầu thành đảnh lễ, thay thế cho hết thảy chúng sanh khắp mười phương đã chịu khổ báo trong sáu đường, đang chịu khổ trong sáu đường mà cầu xin sám hối. Cũng nguyện xin thay thế cho cha mẹ, sư trưởng và hết thảy bà con quyến thuộc mà cầu xin sám hối, và cũng tự vì bản thân mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm, nguyện xin trừ diệt hết, những tội chưa làm, không dám làm nữa.
Nguyện xin quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Hoa Tôn Phong Phật. Nam mô Pháp Không Đăng Phật. Nam mô Phụng Pháp Phật. Nam mô Phát Tràng Phật. Nam mô Tu Di Đăng Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật. Nam mô Chiên Đàn Ma Nỉ Quang Phật. Nam mô Kim Hải Tự Tại Dương Phật. Nam mô Ưu Bát La Liên Hoa Thắng Phật. Nam mô Thù Thắng Nguyệt Dương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Dương Phật. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng đại từ đại bi, cứu khổ hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong sáu đường, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đem sức thần thông diệt trừ ba đường ác và nghiệp địa ngục, khiến các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hoàn toàn không đọa trở lại trong đường ác, xả thân khổ báo, được thân kim cang, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu sức thức thần thông như ý tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, cho đến khi mãn hạnh thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh.